nào. Có thể nói là vào thời điểm này thì Anh Gia Lai đang gặp nhiều áp lực. Những gì mà họ đã trải qua sau giai đoạn thì chẳng cách thì là một thất bại. Đánh đầu! Chưa có bàn thắng dành cho Anh Gia Lai. Đó là cơ hội dành cho Memovic. Minh Vương không vào, bóng lại đi chạy cột dọc. Một cú đá không quá mạnh nhưng khá hiểm hóc. Thủ môn Đinh Xuân Việt đã bay người hết cỡ. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Đường chuyền vào của Hạ Long, Raffenson không đủ lực. Đó là câu trả lời của Dương Nam Hà Nam Định. Và cơ hội được trao cho Raffenson. Một phản công của cầu thủ Nam Định. Melo, Raffenson đúng tầm chân trái. Đó là cú sút của Raffenson. Ở vòng đấu trước thì anh đã có một tình huống dứt điểm miễn chê vào lưới của Viettel. Đây là ông Lee Chang Jin. Thời gian đang nghỉ giờ là một cho hiệp 1 là 1 phút. Rất nguy hiểm. Không được. Thủ môn Bỉu Ngọc đã băng ra nhanh và ngăn chặn được Mai Xuân Quyết. Ngay lập tức là một tiếng vang tấn công. Không vào. Sai lầm của thủ môn Đinh Xuân Việt. Anh không thể làm chủ được tình hình nhưng Trevor Watts thì không thể ghi bàn từ góc hẹp. Ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát, thủ môn Bỉu Ngọc đã có một tình huống phát động tấn công cực nhanh. Xuân Quyết, những quả tạt đã được thực hiện nhiều hơn. Đánh đầu, không vào. Đỗ Melo dứt điểm ngay, không vào. Những cơ hội nguy hiểm liên tiếp tìm đến với khung thành của thủ môn Bỉu Ngọc. Khi mà người đá cặp là Raffenson đang chơi xuất sắc ở những trận đấu vừa qua. Vẫn là Văn Toàn. Không vào. Hiệp 2 đang diễn ra rất hay. Quả đá phạt góc của Minh Vương. Đó là cú đá đi đúng vào vị trí của thủ môn Đinh Xuân Việt. Rất nguy hiểm. Bóng đã được đưa vào lưới của Dược Nam Hà Nam Định và tỷ số được mở cho Anh Gia Lai. Tỷ số là 1-0. Đó là pha ghi bàn của Chevoas, một bóng vô cùng bất ngờ. Và đó lại là tình huống cố định. Giải pháp mà các cầu thủ Anh Gia Lai coi là con đường duy nhất đến với khung thành của Nam Định trong suốt những phút thi đấu vừa qua. Rất nhanh, cơ hội dành cho Anh Gia Lai. Văn Toàn. Và đây sẽ là cơ hội đối mặt. Đây là Châu Ngọc Quang. Châu Ngọc Quang. Không vào. Không vào. Hãy cùng xem lại đợt phản công này của các cầu thủ Anh Gia Lai. Minh Vương và Văn Toàn đã làm tất cả những gì khó nhất. Châu Ngọc Quang quan sát. Dứt điểm. Bóng dội cột dọc. Những tình huống treo bóng vào khung 16m50 sẽ là đường nhanh nhất. Raffenson. Melo. Đó có lẽ là lần đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay Melo thực hiện được một pha bóng được coi là sở trường. Đường chuyền là của Tuấn Anh. Đã có một pha bóng mà ban huấn luyện của Hoàng Anh Gia Lai phản ứng quyết liệt. Họ cho rằng đó là một tình huống ác ý của cầu thủ Nam Định. Rất căng thẳng.
Bàn huấn luyện của cả hai đội đã phải vào sân để ngăn chặn những cái đầu nóng. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Hoàng Gia Lai vượt qua Dương Nam Hà Nam Định với bàn thắng duy nhất của Chevrolet. Với cách biệt về mặt điểm số giữa hai câu lạc bộ này lên thành 4 điểm. Hoàng Gia Lai đã có thể có được thắng lợi sau hai trận thua liên tiếp sau quãng thời gian nghỉ giãn cách. Và đây là một điều thực sự cần thiết đối với họ. Trong khi đó thì đối với Dương Nam Hà Nam Định, khó khăn tiếp tục tìm đến với đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ sau những kết quả không thuận lợi ở thời gian gần đây.